Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Thái Nhí Vlog. Lời nói đầu tiên thì uh, Nhí xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và chúc các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Video hôm nay thì uh, Nhí chia sẻ theo yêu cầu của quý khán giả. Hôm nay thì uh, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái mẹo nhỏ để mình gọt táo, gọt lê, gọt hồng không bị thâm, bị đen, rất là hay luôn. Bình thường trong nhà thì mình ăn sao cũng được hết, mình gọt cũng được, mình ăn nguyên trái cũng được nhưng có khách tới nhà thì mình sẽ làm cho nó tôm tắt nè, mình gọt trái cây thứ nhất là không bị thâm nè, thứ hai là mình trang trí đẹp mắt nè, để mình tiếp đón những cái khách quý của mình để biết được cách của nhí hướng dẫn như thế nào thì bây giờ nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm của nhí đây thành phần nguyên liệu duy nhất chỉ có mấy trái táo thì để so sánh giữa cái mẹo gọt táo không bị thâm bị đen thì đầu tiên thì mình sẽ gọt một trái táo với một cách gọt bình thường để so sánh với lại cái mẹo mà mình đang hướng dẫn thì thông thường thì chúng ta gọt táo thì chúng ta gọt bằng dao bào hoặc là dao thái lan cũng được có một điều mà nhí nghĩ các bạn nên lưu ý thì thông thường chúng ta chế biến nấu ăn thì có những cái loại rau củ quả giống như nó có nhiều mũ nhí ví dụ giống như là trái sung nè trái chuối chát nè hoặc là bắp chuối nè thì chúng ta ngâm bằng cách là với nước chanh hoặc là với lại một ít muối Thì nó sẽ giúp cho những cái loại rau củ này nó không có bị đen Nhưng với trái cây thì chúng ta ngâm chanh, muối Như vậy thì nó mặn, làm sao chúng ta ăn được Và chúng ta ăn thì nó sẽ rất là khó chịu à, Nó chua nè, hoặc là nó mặn Sau khi mình gọt xong một trái táo nè Bây giờ mình sẽ cắt ra và mình xếp ra dĩa bình thường để xem bao nhiêu phút thì cái trái táo này nó thâm nó đen để so sánh à, giữa cái cách mà mình gọt táo nó không bị thâm thì mình chuẩn bị một cái tô sau đó mình à, cho vào đây một ít nước và nhí cho vào đây một muỗng cà phê lớn đường cát trắng nếu anh chị nào mà mình à, sử dụng nước nhiều á, thì mình sẽ tăng cái lượng đường lên sau đó thì mình à, sẽ quậy đều lên cho cái phần à, đường này nó hòa tan trong nước và chúng ta không cần sử dụng à, tới à, muối hạt nước chanh À vì muối và nước chanh thì chúng ta ngâm trái cây thì nó sẽ bị chua hoặc nó mặn, khó ăn lắm các bạn thì bây giờ nhí sẽ gọt một trái táo và mình ngâm vào trong đó thử và nhí sẽ lấy ra thử nghiệm cho các bạn xem coi nó có hiệu quả hay không nha các bạn cái mẹo này thì các bạn có thể áp dụng cho những loại trái cây giống như là táo nè, lê nè hồng nè, hoặc là xoài xoài chín hoặc là xoài sống cũng được thì những cái trái cây này chúng ta thường cắt ra là nó nhanh bị thâm ở phần ngoài nên các bạn áp dụng cái cách này, nhí nghĩ rất là hay luôn và cái cách này thì khi các bạn ăn cái trái cây vào thì nó sẽ có cái hậu ngọt và nó không làm chua hoặc mặn giống như mà chúng ta đi ngâm nước chanh hoặc là ngâm với muối nha các bạn và mình à, sử dụng à, gọt trái cây theo cái dạng này nè, thì cái trái cây nó sẽ tròn, nó đẹp hơn và bây giờ thì à, nhí sẽ cắt và nhí sẽ ngâm vào và mình thấy cái cách này cũng rất là hay ví dụ nhà chúng ta có đám tiệc gì đó chúng ta cần phải à, chuẩn bị những trái cây trước để kịp giờ để phục vụ khách của mình thì các bạn có thể áp dụng cách này và các bạn có thể ngâm trong thời gian nó lâu hơn có thể 1, 2 hoặc 3 phút như vậy thì nó sẽ đảm bảo tuyệt đối trái cây mình nó không bị đen để khi mình phục vụ khách nó nó được ngon và tươi sau khi mình cắt xong thì mình sẽ dùng một cái nĩa mình trộn đều lên nè để cho những cái miếng táo này nó ngấm đều nước và bây giờ thì mình sẽ vớt ra luôn không phải ngâm quá lâu. Đây nhỉ lấy cây một cây dĩa và mình sẽ xếp ra dĩa và mình sẽ để thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa để so sánh với lại cái trái táo lúc ban đầu mình cắt để coi cái phần táo này nó có bị đen hay không sau khi mình ship ra đĩa xong, thì mình sẽ để hai cái dĩa táo đây trong vòng khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó thì mình sẽ kiểm chứng lại và mình so sánh coi nó như thế nào. Sau được khoảng 15 phút, thì bây giờ nhí sẽ kiểm tra cái dĩa táo mình ngâm với nước đường. thì các bạn có thể quan sát nè, nó không có bị thâm, à, hạt bị đen, mà cái miếng táo thì giống như nó kiểu nó mọng nước đó các bạn, nó không có bị khô. Đây các bạn nhìn nè nhìn nó rất là hấp dẫn luôn và cái dĩa táo còn lại bên đây thì các bạn có thể xem khi mình lặt cái miếng táo lên thì phần dưới các bạn có thể thấy nó nó bị thâm nè đây các bạn thấy không nó bị thâm và cái màu nó cũng sậm hơn thì đây là chỉ có mới 15 phút thôi mà nếu các bạn để càng lâu thì cái độ thâm nó càng cao càng nhiều đây các bạn có nhìn thấy không đây bây giờ mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem nè nó bị thâm vàng quần á nên nhìn cái miếng táo nó nhìn nó không có được hấp dẫn và nó không có được sang các bạn bây giờ mình sẽ lật hết lên và mình quay gần cho các bạn xem nè đây các bạn nhìn nè không nó bị thâm vàng vàng, vàng và mình sẽ lật bên cái dĩa còn lại cho các bạn xem đây các bạn xem không cái miếng táo nhìn trắng bóc luôn nhìn rất là hấp dẫn luôn so sánh giữa hai dĩa các bạn nhìn nè một bên thì nó thâm, một bên thì trắng nha. Như nghĩ cái cách này rất là hay à, dành cho những cái gia đình nào mà thường xuyên à, tiếp khách với những loại trái cây à, ngon, cao cấp như thế này. Thì các bạn nên áp dụng cái cách này để mình phục vụ cho những cái khách hàng của mình, những bạn bè của mình luôn chu đáo hơn và chỉnh chu hơn. Và nếu các bạn yêu thích video này thì hãy cho nhí xin một like và giúp nhí chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ nhí nha các bạn để Nhí chia sẻ nhiều cái mẹo hay hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.